Nào các bạn nhìn này, trong trường hợp này thì anh sẽ đặt ra một cái khổ giấy và chúng ta bắt chúng ta sẽ làm ra một cái đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái công cụ, đó là công cụ về brush, MVD, công cụ brush. Thì trong cái công cụ, trong cái công cụ brush của cái thằng Photoshop ấy, em nhìn nhé, công cụ brush của thằng Photoshop được ký hiệu là chữ B, em nhìn B chưa, nhìn chữ B chưa? Khi ấn vào chữ B thì em sẽ có một cái mút brush, nó sẽ nằm hiển thị ở đây, và lúc này nó sẽ sử dụng cho em một cái giá trị như nào, em dùng cái màu gì. Ví dụ em dùng cái màu thì ngay trước em có màu và em vẽ ra đó, đúng không? Nhưng trước khi vẽ thì em cũng phải lưu ý một tí là cái brush của mình nó sẽ có gì, brush to hay là brush nhỏ, nó tùy thuộc với số lượng. Em nhìn cái này chưa, để ý này, khi chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn cái brush là size chính là độ to nhỏ, em chỉ cần kéo ở đây thì size nó sẽ bé hơn, ấn đẩy sang phải thì nó sẽ làm sao to hơn. Và từ CC 2014 đến 2017 thì nó có rất nhiều tính năng tốt hơn so với CC từ 2016. Ví dụ em có thể chuột phải thẳng màn hình thì em sẽ nhìn được cái biểu tượng này. Em nhìn như em đẩy sang phải, sang trái nó rất là dễ dàng cho em điều chỉnh cái brush. Và cái brush thì khi em vẽ ra như này thì nó sẽ làm sao? Nó tự vẽ trên màn hình của em, nhìn đi ạ. Thì anh đã nói với em rồi, cái brush của Photoshop nó mạnh nhất. Mạnh nhất là brush mềm. Có nghĩa gì, cái gì mà thiên về nước, cái gì thiên về khói, cái gì làm mềm thì thằng ấy đứng ở số 1. Còn brush cứng thì nó sẽ đứng ở thiên về inox nhá. Thì các bạn nhìn này, sau khi chọn brush xong thì ở đây nó sẽ cho em các thuộc tính để em chọn brush đấy. Em nhìn em brush ạ. Em có thể chọn bút cứng, bút mềm tùy em. Nhưng lúc này ở đây nó sẽ có size là độ to nhỏ. Nhìn độ to nhỏ chưa? Vừa rồi anh vừa chỉnh cho em đúng không? Vậy thì cách chỉnh đầu bút to nhỏ đấy, người ta có thể chỉnh bằng cách nào nữa không? Chuột phải, kéo size lên to hơn. Hoặc em có nhìn thấy cái dấu ngoặc vuông bên tay phải không ạ? Ấn nhài thì cái đầu bút nó sẽ to lên. Và ấn nhài thì đầu bút sẽ nhỏ đi, ngoặc vuông tay trái nhỏ đi, ngoặc vuông bên tay phải to lên. Ngoặc vuông bên tay phải nhỏ đi, ngoặc vuông bên tay trái sẽ to lên. Sau khi mà các bạn hiểu về cái thuộc tính mà to nhỏ rồi, em nhìn thấy to nhỏ chưa? Thì người ta cũng có một cái giá trị nữa là muốn cho cái đầu bút nó to nhỏ lên thì người ta có thể giữ phím An. Em nhìn phím An chưa? Giữ phím An, ấn chuột phải, đẩy sang phải, đẩy sang trái. Giữ phím An, đẩy sang phải, đẩy sang trái thì đầu bút nó sẽ tự to và nhỏ. Đây, ở giữa phía em chỉ cần kéo ở đây nhỏ lại nhé, ở đây lại to lên nhé. Hiểu bài chưa? Chuột phải nhé, không phải chuột trái đâu nhá. Nhìn chưa? Ok, chuột phải nhá, thấy chưa? Tiếp theo, trong giá trị công cụ brush thì ở đây nó có hardit. Các bạn nhìn hardit chưa? Hardit là cái giá trị cứng mà mềm của cái đầu bút đấy, cứng và mềm của đầu bút đấy. Nhìn này, em kéo hết cỡ như này thì em sẽ thấy là em vẽ ra cái đầu bút em có cứng rồi. Nhìn cứng chưa? Nhưng khi em chọn là công cụ hardit mà em kéo sang đây thì em sẽ thấy rằng cái đầu bút nó sẽ làm sao? Nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Hiểu cái đầu cứng và mềm chưa? À, vậy thì cũng tương tự như vậy, thì giữ phím An, đẩy đầu bút sang phải là to, đẩy sang trái là nhỏ. Mọi người nhìn này, nhưng nếu mà chúng ta đẩy lên trên thì sẽ làm sao? Nhìn nhá, kéo xuống dưới, nhìn kéo xuống dưới chưa? Cứng, đẩy lên trên thì là ok, chính là thông số cứng mềm của cái công cụ đầu bút. Xong chưa? Vậy thì sau khi mà mọi người đã hiểu về thuộc tính toàn bộ công cụ brush đấy, thì ở đây là người ta cũng có những cái tính năng để cho em lựa chọn được. Ở đây nó rất nhiều đầu bút để cho chúng ta lựa chọn, nhìn nhau ạ, rất là nhiều. Và trong cái phần mà đầu bút đấy nó có một cái biểu tượng nữa, đó là xoay đầu bút. Các bạn nhìn cái chỗ này chưa, hoặc chuột phải màn hình, nhìn cái chỗ này chưa?
có thể xoay đầu bút được bằng cách các bạn cầm bạn xoay đầu bút. Các bạn có thể bóp bẹt đầu bút. Ví dụ em nhìn này. Em thấy không ạ? Ok, chuột phải màn hình, xoay đầu bút, bóp bẹt đầu bút. Nếu em xoay được. Ok. Ghi đi, ghi đầy đủ vào. Bây giờ chúng ta có thể xoay đầu bút, em có nhìn thấy cái này không ạ? Đấy, biểu tượng xoay đấy. Em chọn này nha, em bóp bẹt nhầy này. Bóp bẹt lại. Em nhìn chưa, và em vẽ nhầy này. Em thấy là theo, nó có phải theo hình tròn đó đâu. Theo hình elip mà. Hiểu này chưa? Tiếp theo. À, vậy thì trong cái phần brush mà chúng ta đã hiểu về cái thuộc tính rồi thì ở đây nó tiếp theo một cái giá trị nữa là khi mà bạn chọn nó độ to nhỏ, độ mềm, độ cứng thì ở đây nó tiếp theo một cái giá trị nữa cho các bạn chọn lựa đó là gì? À, chế độ hòa trộn. Em nhìn chế độ hòa trộn chưa? Các bạn có nhìn thấy chế độ hòa trộn này không ạ? À, cách chế độ hòa trộn này là người ta có giá trị là áp dụng trực tiếp trên ảnh được, hoặc các bạn có thể tự tạo ra một layer để bạn hòa trộn với cái layer dưới. Thì câu chuyện này nó sẽ làm cho các bạn rất là nhiều những thuộc tính như sau. Ví dụ Control O. À, anh Khánh sẽ chọn cho các bạn xem một cái thứ được gọi là ảnh. Anh chọn vào thư viện ảnh. Và anh sẽ chọn vào thiên nhiên. Trong phần thiên nhiên nó sẽ có một cái phần rất là thú vị cho các bạn. Ví dụ. Các bạn nhìn cái hình ảnh này chưa? Sau khi mà tôi chọn hình ảnh xong thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà các bạn chụp những ảnh du lịch, quảng cáo cho du lịch để đi du lịch mà, thì thường thường các ảnh chụp thiên nhiên này không bao giờ đẹp được, bởi vì những cái màu ở xa này rất xỉn, xỉn màu. Để muốn làm cho nó xanh mướt lên một tí xíu thì ok, tôi sẽ chọn một cái biểu tượng đó là màu xanh. Các bạn nhìn màu xanh của anh chưa? Và tôi chỉnh đầu bút làm sao nhỏ lại tí ạ. Nhìn đầu bút nhỏ lại chưa? Và tất nhiên tôi phải chọn làm sao? Mờ, nhòe. Hát về đây là cứng không ạ? Và mềm hay cứng này? Ok, vậy đầu bút tôi như ai được chưa? Rồi, thì các bạn nhớ là đây là một cái giá trị về hòa trộn. Em có thể sử dụng trực tiếp trên cái ảnh. Ví dụ F7. Em nhìn thấy ảnh chưa? Tôi sử dụng trực tiếp, ví dụ tôi dùng một chế độ đó là overlay. Overlay là gì, giá trị gì ạ? Lọc ghi. Nhưng mà nó có tác dụng gì ạ? Giảm đường sáng và tăng à. Làm sao? Cách lọc ghi này nó chia hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là em làm sáng ảnh, và thứ hai là làm tối ảnh được. Bởi vì làm sao? Cái màu của chúng ta là thiên về tối hay thiên về sáng. Và lúc này khi mà anh chọn overlay thì em nhìn anh vẽ qua đây, em có nhìn thấy chỗ này nó sẽ rất là xanh không? Đúng chưa? Nhưng xanh này hơi bị xanh quá không ạ? Em nhìn thấy có bị xanh quá không ạ? À, ok. Vậy thì cái việc mà xanh quá của chúng ta nó liên quan opacity. Opacity vừa thôi thì em sẽ lật qua, em nhìn thấy chỗ này chưa? Em có thấy là đồi nhà có xanh không ạ? Như này trông nó dễ yêu hơn. Nhìn thấy không ạ? Có nhìn thấy không ạ? Ok, chỗ này sao? À, tôi sẽ cho nó xanh một tí. Nó không bị úa vàng. Nhìn thấy không ạ? Ok, chỗ này hơi vàng quá, tôi sẽ cho nó xanh. Đấy, tôi đang làm chọn về du lịch mà. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất là đơn giản. Kéo qua đây một tí cho nó xanh mướt một tí ạ. Ok, giữ phim an, chúng ta kéo đẩy này. Em thấy chưa? Khi người ta làm ảnh du lịch, người ta làm như này thì nó mới đẹp được ạ. À. Hiểu này chưa đó? Xanh chưa? Ảnh trước và sau nhá, F12. F12, nhìn chưa? Ctrl Z lại. À, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu đậm. Màu đậm để em gì ạ? Ok, tôi sẽ phóng to cái này lên một tí ạ. Và opacity. Các bạn thấy là những cái nước này tôi sẽ chỉnh cho nó sâu nữa. Các bạn nhìn ra chỗ này hơi đục màu không ạ? Rồi, ok, xong chưa? Tiếp theo tôi sẽ chọn một tông màu đó là màu bầu trời. Tôi vẽ ở đây. Nhìn không ạ? Tôi vẽ ở đây để nó xanh hơn. Thế nên là công đoạn chỉnh một cái ảnh cũng chỉ bằng những cái công như này thôi. Đấy, em nhìn đi nhá. Trông nước là trong neo này để chúng ta có thể làm được cái giá trị nhỉ. Hiểu cách này chưa? À, bầu trời tôi thấy rằng là tôi phải muốn nó yêu hơn. Ok, màu xanh trước. À, màu xanh đậm hơn ạ. Đây ạ. Overlay. Tôi sẽ cho đậm hơn nữa. Có nhìn chỗ này không ạ? À, tôi sẽ thiên về một chút xíu đó là màu tím. Mộng mơ mà em. Nhìn chưa? Ok, thêm chiều vàng. Bởi vì em có thấy là trong cái studio nắp ảnh nó biết người ta có thể làm như kiểu như này.
để làm sao để cho cái sản phẩm nó đẹp này, trông thơm mộng, hiểu không? Vậy thì cái brush nó sẽ có rất nhiều tác dụng cho các bạn lựa chọn, đúng không ạ? Ok, thì em nhìn này, cái ảnh trước và sau nó đã khác nhau lắm rồi. Ví dụ chúng ta hiểu brush F12 này, em nhìn nhá, và F12 thấy chưa? Em có thấy chỗ này đẹp hơn hẳn không? Nhìn nhá, Ctrl Z này, đục đúng không? Ctrl Z, thấy trong xanh hơn chưa? Hiểu cách cách làm chưa? Chứ chưa nói này, chúng ta còn chỉnh cho nó sắc nét này nhá. Ok. Nào, sau khi mà các bạn hiểu về overlay rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bảng chúng ta một tí. Đây, quay trở lại bảng. Ý nghĩa sao? Đây, thuộc tính này. Thì các bạn lưu ý một tí cho tôi, nó từ đây. Nhìn từ đây nhá. Sổ xuống. Từ đây cho đến đây nó rất là quan trọng. Đây là chế độ hiển thị. Từ đây cho đến đây là chế độ hiển thị của đầu bút. Có nghĩa là gì? Bạn nhìn thumb ở dạng gì? Ví dụ tôi chọn thumb này, em có thấy to hơn không? Đúng không? Ok, em có thích nhìn dạng này không? Nếu thích dùng, ok, tôi lại chọn lại cái khác. Nít là chỉ có tên thôi. Hiểu cái nít nào không ạ? Đấy, nít là nít cái sản phẩm. Và chúng ta để chọn xuống dưới nữa, nít to hơn. Thì em nhớ nha, nó cái này nó chỉ là cách thuộc tính mà chúng ta chọn gì? Chọn tên, hiển thị thôi. Và chúng ta chọn vào đây thì nó là sao? Vừa đầu bút vừa và cái hình mà nó vẽ ra. Cái nhìn này không ạ? Tiếp theo, khi mà chúng ta chọn vào đây thì chúng ta chọn vào thumb như bình thường. Khi anh chọn vào đây thì cái giá trị đầu tiên anh nói với em đó, từ đây cho đến đây chính là chế độ gì? Hiển thị. Ok. Từ đây cho đến đây, em nhìn từ đây cho đến đây chưa? Thì trong phần này nó có phần là reset bút. Em biết cái chữ reset bút không? Nó sẽ làm mới lại cái đầu bút mà em đang chọn cái mặc định ấy. Em sẽ chọn vào đây. Còn cái giá trị số 2 cực kỳ quan trọng đó là nót bút từ bên ngoài vào. Nhìn nót bút chưa? Em lên trên mạng em kiếm một cái brush theo kiểu như là nửa. Em brush về khói hay là brush về nát cây hay là brush gì đó thì em sẽ chọn nót bút thì nó sẽ lấy được cái biểu tượng cho em này. Nhìn nót bút chưa? Tôi lấy thử cho bạn xem một cái nhá. Nhìn này, ấn vào nót bút. Thì trong phần nót bút thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào công cụ đó là ổ e. Tôi chọn vào gì? À đây, và tôi chọn vào các bạn nhìn thấy chữ download không ạ? Thì tôi sẽ chọn vào đây là bút nước. Nhìn bút nước chưa? Đấy, tôi download mà. Và ok, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào cái biểu tượng râu. Nhìn râu chưa? Đây là bút nước. Đấy, tôi ấn vào nó. Thì khi mà nó vào thì nó sẽ nằm ở phần phía dưới. Tôi kéo xuống cho bạn xem ở phần phía dưới cùng. Bạn nhìn thấy bút nước của tôi xuất hiện này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là mình sẽ đi kiếm tất cả đầu bút để chúng ta nót vào. Bút nước, bút khói, bút lá cây, bút rừng cây, bút cái gì đó tùy các bạn. Nhưng tóm lại bạn nót vào thì nó sẽ rất là dễ chịu. Hiểu cái này chưa đã? Nhá, vậy thì cái công cụ nót bút cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều bút để chúng ta nào. Ở tiếp theo, các bạn biết save bút không ạ? Là save cái bút này lại. Bởi vì là mình có thể sau này mình sẽ tự tạo một cái bút mới. Hiểu cái này không ạ? Và cũng có thể là em sẽ xếp toàn bộ cái hệ thống này. Em nhìn toàn bộ hệ thống này chưa? Đấy, sau này chúng ta có thể làm sao? À, tạo ra bút mới thì chúng ta có thể lưu lại để chúng ta tự dùng. Tiếp theo nữa thì các bạn nhìn thấy từ đây cho đến đây chưa? Từ đây cho đến đây là toàn bộ hệ thống bút của Photoshop. Có nghĩa đây là thư viện có sẵn đấy. Em chọn từ đây đến đây cho anh. Thế đó, rất đơn giản. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng một tí với cái việc mà chúng ta nót bút vào để làm sao cho nó hợp lý được không ạ? Nhìn nhá, các bạn nhìn này. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Ở Ctrl O để làm gì? Chúng ta mở một cái file. Và thường thường là chúng ta sẽ làm sao? Chọn với ổ E. Chúng ta chọn với thư viện ảnh và chúng ta chọn với K. Trong phần K này thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái hình ảnh ô tô mà anh thấy là khá là đẹp. Nhưng trong thiết kế thì các bạn sẽ thấy là nó bị xảy ra một trường hợp làm sao? À, nó không được ổn lắm. Tôi lại không thấy đẹp. Ví dụ, chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu nữa xem có cái ô tô nào nó đẹp không? Anh sẽ kéo một số chiếc. Rồi, ok, chỗ này. À, các bạn có đồng ý với anh là khi mà chúng ta chọn như này thì các bạn có thấy rằng cái bầu trời trên nó hơi xám xịt đúng không ạ? Tôi muốn rằng đi một cái xe nó phải thật sự là trong xanh thì người ta có rất nhiều cách.
Cách hôm trước anh đã làm cho các bạn xem đó là Ctrl Z này một lớp và dùng cái biểu tượng đó là Sort Line, đúng không? Và chúng ta giảm cái phim đi một độ. Em đồng ý với anh Việt Nam. Việc thứ hai, để muốn tạo ra một cái ảnh quảng cáo nó tốt thì cái tất cả mọi thứ nó phải đạt ra sự hoàn hảo, nên tôi sẽ chọn vào gradient. Trong phần gradient tôi sẽ chọn một cái giá trị đó là gì? Bầu trời. Bầu trời nghĩa sao? Tôi chọn vào đây là màu xanh. Và màu này tôi sẽ chọn màu xanh đậm hơn, giống như tôi kéo màu từ cái sản phẩm này lên. Em nhìn lên chỗ này chưa? Em có nhìn này không? Nhưng màu này hơi rộng nên tôi chính vậy tôi sẽ chỉnh về thiên về tông ghi nhìn cho anh nhá. Ok. Sau khi làm xong chúng ta kéo một giá trị lập lên một layer mới và tôi kéo. Nhìn nhá. Ok, nó như này được không? Đấy, anh sẽ tạm nhà bầu trời trong xanh này. Đấy, khi mà anh đạt đến một chỗ này nó đậm rồi, anh bắt đầu máy tính. Em nhìn lên chỗ này chưa? Em có đồng ý với anh đây là cái hình mà bầu trời của anh ạ? Vậy bầu trời của anh chỉ đến đâu? Vậy lúc này chúng ta có thể dùng mặt nạ được không ạ? Mặt nạ thì có phải đây là mặt nạ trắng không ạ? Mặt nạ trắng thì tôi thích xoắn đến đoạn nào được không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng có hai cách. Một là em sử dụng brush trực tiếp. Brush trực tiếp nghĩa là gì? Tôi chọn cái đầu bút này tập là to. Nhìn to chưa? Và tôi đang chọn là màu gì? Màu đen. Màu đen có tượng trưng gì? Mất hình. Và tất nhiên không được dùng overlay nha. Nhớ nha. Có nhiều người bảo em làm giống anh Khánh nhưng không có được, bởi vì em không bao giờ để ý cái này. Tôi sẽ chọn giá trị là normal và opacity 100%. Và em kéo đoạn này thì có phải là em mất ạ? Vậy thì có phải em xóa nhà không ạ? Cái đoạn này phải xóa từ từ thôi nhá. Nhìn chưa? Ok. Em nhìn thấy phần này của anh chưa? Thì em có thể làm được cái này không ạ? Brush nó tốt hơn hẳn so với gradient, bởi vì gradient thì chỉ có từ trái qua phải hoặc từ chiều chiều chéo chứ không có theo hình lượn sóng như này đâu ạ. Hiểu cái này chưa? Nên brush người ta được quyền lên xuống. Thì trong cái phần inut không làm được chiêu này. Inut làm gì có cái loại bút mà gi gi ra ngoài lên xuống đâu ạ. Nó chỉ có từ trái qua phải, từ trên xuống dưới thôi. Và sau khi làm xong này tôi lập ra một layer mới và tiếp tục dùng một công cụ B. B nghĩa sao? Dùng brush. Và lúc này chúng ta sử dụng thêm một chiêu thức đó là gì? Chọn vào nát brush. Đây nha, tôi đang làm cho bạn là các cách nát brush. Vừa rồi tôi nát rồi đúng không? Bây giờ tôi nát lại cái khác. Tôi không dùng bút nước nữa mà tôi dùng bút sky. Các bạn nhìn sky chưa? Là mây đấy ạ, mây trời đấy ạ. Và sau khi mà các bạn chọn sky xong thì các bạn sẽ cần ấn vào nát. Thì các bạn yên tâm một điều rằng nó nằm ở đâu? Nằm ở dưới đấy. Có nhìn thấy cái mây của anh không ạ? Đấy, mây đấy, vừa nát xong đấy. Thì cái mây này các bạn muốn nổi được thì chúng ta phải chọn ra màu gì? Ok, màu trắng và tích vào đây đúng không? Ok, thử nhá. Các bạn nhìn chưa? À, trông nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với phiên bản mà chúng ta này. Đúng không ạ? Cũng tương tự như vậy, bạn có thể chọn một cái mây đẹp hơn. Tại vì cái này anh không cấm, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ chọn một cái mây đẹp hơn. Đâu rồi, mây đẹp hơn rồi. Ok, thì anh chọn cái mây này. Mây này khá là đẹp, anh Khánh cũng hay dùng cái này. Em thấy chưa? Mây mà em tản nát nhiều quá ấy, là xấu điên. Em dùng cái nào mây này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Và em có thấy là cái phiên bản em thiết kế nó sẽ tốt hơn hẳn. Hiểu cách anh làm chưa? Tất nhiên ảnh trên máy của anh đẹp hơn là máy này. Bởi vì mày này máu là màu này sẽ bị dao dở màu. Trên máy của anh khác hoàn toàn. Hiểu cách thiết kế chưa? Và sau khi em làm cái này thì em có thấy là chúng ta tạo ra phiên bản về mây rất là đẹp đó. Hiểu cách ứng dụng chưa? Ok. Nó làm đẹp hơn hẳn luôn so với phiên bản mà chúng ta làm đây à. Chính xác chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi. Nào xong chưa em? Tiếp theo, khi mà chúng ta áp dụng với cái công cụ brush, người ta có thể làm cho ảnh chìm vào nền bằng cách rất đơn giản. Các bạn ghi đi, cách ảnh chìm vào nền, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến ổ E. Chúng ta chọn đến thư viện ảnh và chúng ta chọn đến gì? Background. Trong phần background của em nó sẽ có một phần là background thật. Và chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu để cho các bạn sẽ thấy là tôi sẽ có cái này. Đó, ok, chúng ta chọn vào đây. Sau khi làm xong này tôi sẽ ấn vào Ctrl O và tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào G. Trong phần gơn thì tôi sẽ có rất là nhiều những hình ảnh cho các bạn lựa chọn. Đây ạ. Em nhìn này, lúc này anh sẽ chọn một cái sản phẩm này.
nó hơi thiên về sắc xanh, và chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép. Và sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V và Ctrl T, chúng ta thu nhỏ phóng to lên một tí cho hợp lý, và chúng ta đẩy từ đẩy trái qua phải như này nha. Sau khi làm xong này thì tôi chỉ cần tạo ra mặt nạ và dùng cái công cụ brush. Em nhìn brush chưa? Và cái brush này nó sẽ chia cho các bạn là đó là một cái brush, đó là mềm, nhìn mềm chưa? Và lúc này chúng ta đang chọn là màu gì ạ? À? Màu đen. Chúng ta xóa cái này thì có phải nó sẽ mất nhẹ không ạ? Em có thấy nó chủ động hơn là cái việc mà em kéo gradient không ạ? À, em nhìn này, em kéo nhẹ. Hả? Em thấy không? Ok, ăn căn Z này. Nhìn không? Em nhìn này, kéo này. Như này nó có phải tròn theo hình nha em ạ. Và các bạn nhớ một điều rằng khi mà đối tượng này người ta có thể áp dụng cái filter được. Filter nó áp dụng rất là tốt luôn. Khi mà em chọn được filter, em chọn được pixel và em chọn được đây, thì cái câu chuyện nó sẽ nằm ở chỗ này. Em nhìn thấy chấm thành thành chấm như vậy theo đường cong. Cũng có thể em chọn là filter và em chọn vào pixel và em chọn vào cái gì ạ? Tiếp theo em chọn vào cái này, thì cái này chính là vỡ vỡ hình nha. Đây ạ, anh sẽ kéo size lên một tí cho các bạn dễ nhìn nhìn nhận. Anh sẽ tăng cái size. Ok, Ctrl Z lại hơi bé. Filter chọn vào pixel, chọn vào vỡ hình. Thì câu chuyện này anh sẽ làm sao? Mong to. Nhìn này chưa, Ctrl trừ. Đấy, trừ nữa. Đây em đẩy cái này lên to hơn. Em chưa nhìn thấy. Em muốn nhìn thấy chỗ này vỡ hình chỗ này ạ. À, hơi khó nhìn bởi vì nó là trên nền xanh. À, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chọn là filter, chúng ta chọn vào filter gallery giống như hôm trước anh vừa làm ấy. Em nhìn này nhá, căn chân trừ, em thấy là hình lượng sóng. Em cầm này nó sẽ chất chơi hơn nhiều. Thế nhá, anh nhìn này gấp khúc chưa? Nhìn này cái cách đặt ảnh người ta rất là nhung. Cái này rất khó nền, em đặt một cái nền màu nhá, cho em dễ nhìn hơn. Màu đen được không ạ? Đấy nhá, rất nghệ sĩ. Hiểu cách làm chưa? Đấy thì đấy là một trong những nguyên lý mà rất là quan trọng. Và cũng tương tự như vậy, cái ảnh nó trừ sắc nét này mà ấn vào Ctrl Z này một độ nữa và em chọn vào giá trị đó là soft light, chọn là sắc nét và chúng ta kéo phi này một độ. Vậy thì người ta sẽ có cách làm gì? Cải thiện được bầu trời, thay một cái đối tượng nào khác vào và cho ảnh chìm vào nền, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng thêm một chiêu thức nữa, đó là gì? À, brush được kết hợp với gradient. Em ghi đi, brush được kết hợp với gradient. Để muốn kết hợp được cái gradient, chúng ta ấn được Ctrl O và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là ổ e. Chúng ta chọn vào line. Trong phần line tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn một cái sản phẩm như sau, đó là tôi chọn vào Ctrl O số 8. Không phải. Ctrl O số 7. Nhìn này không? À, các bạn có thể quảng cáo cho là uống nước. Các bạn quảng cáo cho uống nước, ví dụ nước Fanta, nước gì đó tùy các bạn, nhưng mà tóm lại mình có thể làm được điều đấy. Ví dụ chúng ta ấn vào Ctrl, Ctrl N. Chúng ta sẽ chọn với giá trị là đầu tiên là ngang 1000 và cái chiều này là, vậy thì chúng ta có thể đảo ngược lại là cái này là 600 được không? Và cái này là 1200. Và sau khi 1200 xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta chọn vào phím G. Ctrl O. À, chúng ta sẽ chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào biểu tượng đó là cái gì? Thư viện ảnh, và chúng ta chọn vào nước. Trong phần nước thì các bạn có thể kéo xuống dưới một chút xíu thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng có thể nước như thế này. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W và chọn là Ctrl V. Các bạn sẽ đẩy cái giá trị lên dần. Nhìn chưa? Trong quy trình khi mà các bạn thiếu cái hình phía trên này, bạn sẽ dùng công cụ M quét qua phần phía trên, dùng công cụ Shift F5 Content Away và chúng ta ấn OK thì cái hình nó sẽ đầy đủ hơn. Các bạn nhìn, nó sẽ tự ốp lên cho các bạn. Hiểu cái này chưa? Rồi về. Sau khi làm xong, bây giờ chúng ta sẽ kéo đối tượng ảnh này sang. Nhưng nhớ điều kiện là ảnh này phải được cắt ra được. Bạn sẽ đặt vào đây. Và Ctrl T chúng ta thu nhỏ hình này lại một tí. Đặt vào vị trí. Ví dụ như này chưa? OK, đặt xuống đây một tí. Và lúc này chúng ta chọn vào đây vì em kéo xuống đây một tí nữa. Và M, chúng ta quét vào phần phía trên và dùng Ctrl T đẩy lên. Nhìn này không? Xong chưa?
Sau khi đã làm xong thì giống như vừa rồi anh vừa có chia sẻ cho em, đó là em dùng có thể dùng biểu tượng vế bầu trời, lập ra một layer mới, chọn một cái màu BX, thích vào đây một cái, em nhìn nhá, bầu trời sẽ rất là trong xanh. Và em có thể đưa lá cây, tất nhiên cái thằng này em phải nghĩ rằng là sau này nó có thể để chai nước được, nó có thể là chai Fanta, nó có thể chai tân không sắc mật cái gì đó tùy em. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một chiêu thức nữa, đó là lập lên một layer mới và dùng công cụ, đó là gradient. Nghĩ đâu trong phần gradient này có hai cách, ví dụ em dùng công cụ bút B mà em dùng cái bút mà vừa rồi anh vừa nói với em là bút nước chẳng hạn, anh đã lấy vào cho em xem rồi đó, em nhìn này chưa, anh sẽ nói trường hợp này cho các bạn nhá. Nhìn này, anh cho chọn cái biểu tượng nước thì cái nước này rất là to, em nhìn không, nếu trong trường hợp này nước to mà em ngồi em kéo nhà thì đôi lúc lại bị nhỏ quá, em cầm em đẩy lên như này thì lại bị to quá, nhìn không, thì người ta có một chiêu thức là giữ phim an, còn nếu phim an quá nhau nên phim an của anh cực kỳ quan trọng chỗ này này, thấy chưa, thấy chuẩn chưa, anh nói cho em biết là kéo này còn chuẩn hơn này, em đánh thông số đấy, thông số em ít nhất phải vất vài phát mới được đấy. Và sau khi làm xong này, em có đồng ý với anh là anh sẽ tích một phát vào đây thì có phải tôi sẽ có nước màu trắng này không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok. Nhưng em nhớ nhé, tại vì đây là nước màu trắng nhưng có những cái sản phẩm nó đậm sao, thì tính nữa tôi sẽ nói cho bạn sau. Vậy thì sau khi mà em vẽ nước xong thì bây giờ cái người nó phải nằm bên trong, đúng không ạ? Vậy người nằm bên trong là bằng cách nào? Thì em có đồng ý với anh là anh tạo mặt nạ cho nó. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần ấn bút B và chọn cho nó một cái màu. Và các bạn nhớ một điều rằng màu trắng, mặt nạ màu trắng có tác dụng là xóa hình đúng không? Chúng ta sẽ cho đầu bút lại, nhỏ lại một tí nữa. Đây em thấy nhỏ đầu bút của anh nhỏ chưa? Nhỏ này này chưa? Anh dùng màu đen chuẩn chưa? Ok, vậy thì em chỉ cần xóa này. Chui trong chưa? À chưa, còn cái thằng này đúng không? À, xóa nút thằng này. Rồi chúc mừng các em đã có một sản phẩm nằm bên trong. Và tất nhiên tôi phải để thương hiệu của tôi vào đây chứ. Navi đánh cho thằng này, uống vào khỏe mạnh như thằng này đấy. Ví dụ thế. Đấy là một cách, nhưng người ta có thể quảng cáo làm sao cho nó hợp lý. Ok, bây giờ anh sẽ nói trường hợp số 2. Trường hợp số 2 nghĩa là cần cho nó. Tất nhiên nếu mà làm Navi này thì để cái ná vào đây thì trông nó hơi bị điêu, đúng không? Nhưng em làm nước uống em để một cái lá cây màu xanh vào trong nó sẽ rất là dễ chịu. Cần chuẩn ho. Chúng ta sẽ chọn giá trị sản phẩm tiếp theo nữa là lá cây màu xanh ui. Ok, chọn hết. Chọn hết. Đúng chưa? Rồi. Đây là tư liệu. Đúng không? Bây giờ để muốn làm ra một cái giá trị sản phẩm như nước cam chẳng hạn thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu từ cái hình này được không? Việc đầu tiên, xóa. Việc thứ hai, xóa. Việc thứ ba, xóa luôn. Có cần xóa không? Hay là chúng ta chỉ cần chọn vào gradient và chúng ta chọn một cái màu cam như này là được rồi. Nhìn không ạ? Hay nha, có nhiều cách nha. Nhìn chưa? Ok, vậy thì không thì em để màu xanh được không? Em cứ thích để màu xanh đấy thì làm sao? Ok, vậy thì sau khi làm xong, bắt đầu tôi sẽ cầm điểm này, tôi kéo sang đây. Cái này PNG, Ctrl T và chúng ta sẽ xoay góc biểu tượng này lại. Xoay này có khó quá không em? À không khó, vậy nhưng mà tôi vẫn không thích kiểu đấy bởi vì lộn đúng không? Em có thể ấn vào Ctrl T và chuột phải chọn vào đây, nó có thể chọn vào Horizon hay Vertical. Vertical lộn từ trên xuống dưới thì có phải lộn từ trên dưới nó sẽ đứng nhảy không? Đúng chưa? Và Ctrl T chúng ta thu nhỏ cái này lại. Enter cho lên trên tất cả. Thế con lá cây này chưa? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng cái lá cây của chúng ta đang bị sao ạ? Em có nhìn cái viền này chưa? Nó có hơi điêu không ạ? Hơi điêu không? Nên chính vậy mà cái câu chuyện mà hôm trước em mới hỏi anh ấy, là anh lập ra một nơi mới. Nhìn nơi mới chưa? Và cho cái này chui vào cái này bằng an can g. Ăn căn gờ thì có phải là chui vào cái này nên chỉ vẽ trong cái khung của này không? Anh mới dùng bút B. Nhưng cái bút này phải là bút gì? Nhòe. Và màu sẽ là màu gì? Chọn đúng màu xanh cái thằng này. Thế là chúng ta chơi trò gì này? Cầm này. Em nhìn lá cây đẹp chưa? Cầm này, lá cây.
Nhưng nếu mà người nào mà kỹ tính thì các bạn nhớ nha, chọn cái màu xanh này, chỗ này nó phải thiên về xanh chỗ này, chỗ này thiên về xanh đậm hơn, chỗ này thiên xanh nhạt hơn thì câu chuyện nó mới đẹp. Hiểu cái này của anh chưa? Ok, anh chọn vào đây, anh chọn vào đây. Tất nhiên anh sẽ làm như này thì các bạn sẽ làm được ra thôi. Nhìn chưa? Ok, chọn vào đây. Nhưng mà dùng cái này cái phóng to thật to nên em sẽ làm lừa được người khác đấy ạ. Thấy chưa? Rồi, ok. Đây là con lá cây rồi đúng không ạ? Tiếp theo, lá cây, xóa. Chúng ta sẽ chọn cái giá trị thứ hai, cái xóa. Cái này xóa. Và cái này sao? Không xóa. Em nhìn thấy chưa? Thì cái chiêu thức này người ta sẽ có một cái biểu tượng, đó là người ta dùng công cụ như sau, đó là em dùng phím Quick Selection Tool và Magic Wand. Thì cái này em có thấy là Quick Selection Tool là chọn những đối tượng bên ngoài không? Em có thể chọn nhà không ạ? Em thấy là chọn này no. Có thể chuột phải chọn vào Seminar không ạ? Đã giờ chuột phải chọn vào Seminar chưa? M. Chuột phải chọn vào Seminar. Đâu nhỉ? Ở đây giờ này không có. Để anh tí. M đúng rồi, chính xác. M. Chuột phải chọn vào Magic, đây là anh chọn Magic mà. À ok, đây Magic Seminar. Seminar này nó sẽ có những đối tượng là chọn những đối tượng cùng màu. Nhìn thấy cùng màu chưa? Và sau khi làm xong thì em sẽ ấn vào Ctrl Z này. Thì lúc này em sẽ có được cái hình ảnh. Em nhìn thấy cái hình ảnh chưa? Và sau khi có hình ảnh xong thì em sẽ kéo sang sản phẩm số 2. Nhìn chưa? Nhưng cắt này em có thấy nó có hiệu quả không? Nhem nhem luôn. Đó là vấn đề đấy. Nào, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dùng giải pháp thứ hai là có thể dùng Magic Wand được không? Magic Wand thì em phải bỏ cái chế độ này đi bởi vì là sẽ chọn bên trong đúng không? Chọn đây. Nào, căn chọn D. Cái này có to quá không? 32. Nhìn này chưa? 3. Ctrl Shift Y để đảo ngược và Ctrl Z V đẩy sang cái này. Xem nó có đỡ hơn không? Nó có đỡ hơn. Có đúng không? Ok, Ctrl T chúng ta thu nhỏ lại. Đặt cho này. Tạm thời đã. Và khi thu nhỏ thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ bị như này. Tiếp tục. Nha, tạm thời anh chưa nói về cái việc mà cắt làm sao cho lấy được cái này. Bởi vì anh có sở phần là có thể cắt xuyên được cái này và nó tạo độ mảng mờ thì chúng ta tính sau. Tiếp theo, sau khi mà em đã làm xong cái này thì bắt đầu chúng ta sẽ đến cái này và chúng ta kéo cái hình ảnh này ra bởi vì cái chai này anh đã cắt sẵn rồi. Nhìn chưa? Ok, Ctrl T, chúng ta phóng to lại tí xíu. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái này lại tí xíu, Ctrl T thu nhỏ lại. Cho nên chính tất cả. Có thể đặt nhà. M, anh sẽ xóa toàn bộ phần phía dưới đi. Nhìn này chưa? Sau khi làm xong em chỉ việc làm một thao tác cho anh, đó là tạo ra mặt nạ. Nhìn mặt nạ chưa? Và sau khi mặt nạ xong thì dùng bút B thì em sẽ xóa bỏ cái này đi. Ok, em nhìn chưa? Có thể làm như này hoặc là em có thể chỉ xóa phần này thôi để làm sao nó ăn vào nền, nó có thể được nhỉ? Nhìn cách làm chưa? Sau khi làm xong chúng ta mới được quyền dùng một cái giải pháp, đó là một cái gradient. Lúc này anh sẽ trình bày cho các bạn là lập ra một layer mới. Cái gradient này anh sẽ dùng màu cam và anh kéo từ trái qua phải. Nhìn lên màu cam chưa? Lúc này các bạn cũng công nhận ra anh dùng mặt nạ nhà không ạ? Nhưng mặt nạ này là mặt nạ đen, không phải mặt nạ trắng. Mặt nạ đen là gì? Là mất hình. Nhưng người ta dùng bút trắng để vẽ là hình đó. Có đúng không ạ? Vậy tôi dùng bút trắng là bút nước sao? Tôi thích vào thì có phải là cái gradient nó thể hiện theo cái bút nước của tôi không ạ? Ok, vậy thì cái này biến thành màu đen thì ấn vào Ctrl Y đúng không ạ? Và lúc này tôi chơi một tròn là B. Và câu chuyện là nó sẽ nằm ở đâu ạ? Nó sẽ chọn là cái bút nước. Đúng ở đây đúng không ạ? Em nhìn này chưa? Anh sẽ tích vào đây một cái cho các bạn nhìn nhé. Vậy thì cái bút màu này là màu gì? Màu vàng. Màu vàng cái gì? Màu trắng. Nó đổi màu vàng. Ok, vậy thì em phải dùng màu trắng chứ. Vừa rồi anh có phải dùng bút đen này nó ấn là không ra ạ? Bởi vì là trên mặt nạ gì? Ok, vậy thì dùng màu vàng. Em nhìn này chưa? Nhưng
cái gradient em phải điều chỉnh lại bởi vì cái sắc độ nó chưa tốt. Em ấn vào đây nhé, nhìn chưa? Và sau khi làm xong, em nhìn nhé. Chúng ta lại dùng công cụ đó là B và bút thường. Có biết bút thường không ạ? Và cái màu chúng ta đang làm màu gì? Muốn xóa đi thì màu gì? Muốn xóa đi màu gì? Màu đen. Thì rõ ràng có gì nữa? Màu trắng vẽ đầy màu đen thì mất hình, vậy thì tôi xóa nhầy được không? Tôi xóa nhầy được không? Thì các bạn sẽ thấy làm sao? Cái bút này đang nằm ở đâu? Cái chai này các bạn nhìn thấy đang ở bên trong chưa? Nhìn không? Vậy thì cái gradient này tôi có thể chọn được gradient, tôi kéo ngược lại như này không? 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 Và cái này nó sẽ thiên về màu gì? Cái background này thiên về màu gì? Cam. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Chúng ta có thể dùng màu cam được không ạ? Hoặc nhạt hơn được không ạ? Hoặc anh sẽ dùng tông màu gì? Nâu thử xem. Thử nhá. Kéo nhanh được không ạ? Nó có rõ hơn không ạ? Em nhìn chưa? Dùng sắc độ rất là quan trọng. Ngược lại được không? Ngược lại như này được không ạ? Nhưng cái màu này nó hơi đậm quá thì các bạn tự điều chỉnh cho anh. Hiểu cái này chưa? Và sau khi mà làm xong này thì có cần mây được không? Chưa chắc. Có cần lá được không? Cũng chưa chắc. Có cần này nữa không? Cũng chưa chắc. Nhưng em nhìn thấy là cái này nó sẽ tung tóe ra và biểu tượng nước của chúng ta để lên đây và chúng ta đặt Fanta ở đây. Anh nghĩ là sẽ rất là ví Cantona. Chúng ta sẽ kiếm Fanta. Còn anh có đồ Fanta không biết. Hình như là có. Cantona, Cantona C, Cantona V kép, Cantona, Cantona T thu nhỏ lại. Đặt biểu tượng anh lên đây. Đấy, có những cái Fanta nó nằm đây này. Nhìn chưa? Sau khi làm xong, nhìn nha, có những người ta làm như này, vẽ một hình như đây. Lập ra một layer mới và dùng G kéo từ trái qua phải. Cho xuống dưới một layer. Có thể như này. Em hiểu cách làm chưa? Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể tạo ra những cái bản thiết kế và poster cho đối tượng như thế này được. Tất nhiên em phải kiếm những quả cam đặc dây nữa thì trông nó mới sinh động được. Thì vừa rồi anh có chia sẻ cho bạn. Vậy thì có nhiều trường hợp bảo em bảo là em anh ơi em muốn làm sting sao ạ? Thì các bạn nhìn để ý nhá, nhìn này. Các bạn có đồng ý với anh là đây là gradient gì? Màu cam không? Còn cái này là mặt nạ thì không nói nha, nhưng mà sau khi tôi chọn gradient thì tôi có thể đổ gradient lại được không ạ? Ví dụ xanh lá cây được không ạ? Nhìn tối om chưa? Vậy thì em muốn chọn thành nước thì có phải cái này là màu gì? Màu trắng. Cái này là màu xanh được không ạ? Miễn sao nó có sắc độ thôi đúng không em? Ấn vào đây, kéo vào đây. Có phải nó hơi thiên về xanh không? Kéo nhanh được không ạ? Vậy thì cái việc gradient màu gì đấy là việc của chúng ta mà. À, có thể là xanh đỏ tím vàng được không? Mà chúng ta chỉ việc thay đổi mỗi cái hình bên này. Hiểu cách làm chưa? Ok. Vậy thì bây giờ thì các bạn sẽ luyện cho tôi đó là gì? Cắt hình, chìm vào nền và làm cho tôi những cái poster dạng như thế này. Nha, xong chưa?